phụ nữ sở hữu tướng mạo sau sẽ hưởng số phú quý. Kính thưa quý vị, theo tử vi, bên cạnh con giáp, ngày sinh tháng đẻ âm lịch thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới vận mệnh của một người. Đặc biệt, phụ nữ nào sở hữu cho mình đặc điểm như gò má đầy đặn, dái tay dài, vùng eo và lưng dày được coi là mang tướng phú quý. Những người sở hữu diện mạo này thì cuộc sống dù khó khăn tới mấy cũng sẽ vượt qua, sau đó thì thăng hoa không ai sánh bằng. Gò má đầy đặn. Trong nhân tướng học, nhiều người cho rằng phụ nữ sở hữu tướng gò má cao là người cao số. Nhưng nếu như có gò má đầy đặn lại là một câu chuyện khác. Những người phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường rất tự tin và kiên định. Họ có một trái tim sâu sắc và rất tài giỏi, thông minh. Những người này thường làm được việc lớn, chẳng cần nhờ tới người khác mà cũng đủ xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong cuộc sống, những người có đặc điểm này đại diện cho ý chí mạnh mẽ, luôn sẵn sàng tiến về phía trước để tìm kiếm cơ hội thành công. Nói không hoa khi mà đa số những người phụ nữ sở hữu tướng mạo này thường có chức vụ lớn trong công việc của họ. Ngoài ra, những người này sống có nghĩa khí, tính cách khá cương trực, dũng cảm đối mặt với khó khăn. Sau 30 năm tuổi, đa số những người này đều đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Vì vậy, họ đã đủ trải đời, đủ kinh nghiệm để biết rằng mình muốn gì trong cuộc đời. Từ giai đoạn này trở về sau, họ càng làm việc càng thành công. Cuộc sống tương lai chẳng may có sóng gió thì cũng chẳng sao, vì họ đã đủ bản lĩnh để vượt qua và biết tìm kiếm cơ hội thăng hoa, kiếm được nhiều tiền. Dái tay dày. Trong nhân tướng học, những người sở hữu dái tay dày thường là những người có tướng mặt trường thọ. Nếu sống lâu thì không những được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý mà còn hưởng luôn cả phước lành của gia đạo, được con cháu báo hiếu trọn đời. Trời sinh những người có phúc tướng này thường là người hiền lành, ít nói, thế nhưng cũng rất nghiêm khắc. Trong cuộc sống, những người này không dễ dàng gì bị ảnh hưởng bởi người khác. Họ luôn có chính kiến riêng, bất kể làm gì cũng rất chỉn chu và luôn đặt ra nhiều tâm huyết. Người có dái tay dày cũng là người biết yêu bản thân mình, biết chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy mà họ luôn sở hữu một tinh thần thoải mái, làm được nhiều việc có ích, đặc biệt là biết xây dựng cuộc sống thăng hoa. Sau 35 tuổi, người sở hữu phúc tướng này nếu không trở thành đại gia thì cũng là người làm ăn, kinh doanh thành đạt. Cuộc sống của họ tuy rằng có gặp bộn bề lo toan, nhưng tất cả chỉ là vào một thời điểm nào đó. Họ là người được trời ban nhiều phước lành, xung quanh luôn có quý nhân, vì vậy càng lớn tuổi sẽ càng thịnh vượng, cuộc sống ấm no, không thiếu thứ gì. Vùng eo và lưng dày. Người ta thường nói tới vùng lưng và eo của người đàn ông, nhưng ít ai nói tới vùng lưng và eo của người phụ nữ. Trên thực tế, trong nhân tướng học, vùng eo và lưng của người phụ nữ là một trong những đặc điểm rất đáng được quan tâm, đặc biệt là đối với những người sở hữu vùng eo và lưng đầy đặn thì họ vốn là người rất đáng tin cậy. Ở họ luôn toát lên được sự an toàn và chu đáo. Trong cuộc sống, những người sở hữu phúc tướng này có thể gánh vác việc gia đình, bất kể là nặng nhọc như thế nào họ cũng có thể đảm đương được. Mặt khác, những người phụ nữ này còn là ngôi sao may mắn, là chỗ dựa vững chắc cho chồng và gia đạo. Mỗi quyết định và bước đi của họ đều ảnh hưởng tới người xung quanh. Sau 35 tuổi, phụ nữ sở hữu phúc tướng này sẽ ngày càng thành công, thăng hoa trên bước đường mà họ đã chọn. Có nhiều người cho rằng tướng mảnh khảnh sẽ quyến rũ hơn, nhưng trên thực tế, trên cơ thể người phụ nữ có những chỗ càng đầy đặn mới càng thu hút được nhiều tài lộc, và vùng eo và lưng là một trong những đặc điểm đó.
quỷ này. Nó mang tới cho tôi và những người khác niềm vui. Có gì là không tốt chứ? Tôi cần gì phải đi xa nghìn trùng, bỏ lại người thân, bỏ lại gia đình, đi làm công việc mà tôi cũng không yêu thích. Ở đây, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, họ đều ngạc nhiên. Họ không hiểu được tại sao, chỉ vì để kiếm thêm được một chút tiền mà phải bỏ lại người thân, từ bỏ hạnh phúc. Có cái gì đáng giá vậy? Ở trong mắt họ, gia đình đoàn tụ, bình an yên ổn, đó mới là hạnh phúc nhất. Quả thực, câu chuyện rất nhỏ, nhưng nó đã nói rõ quan điểm sống khác nhau của cô gái và chàng thanh niên. Đối với người thanh niên mà nói, sống đơn giản, ở bên gia đình, làm công việc mình yêu thích, chính là một loại hạnh phúc. Được, đừng quá vui mừng. Mất, đừng quá sầu bi. Cuộc sống không ai là hoàn mỹ, toàn vẹn, mà luôn có lúc thăng, lúc trầm. Mỗi người đều có mặt tốt đẹp và mặt thiếu sót của bản thân, lại có những phiền toái và những điều không như ý quấy nhiễu trong tâm khảm. Nhưng thời gian một khi qua đi là không quay trở lại nữa. Cho nên trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, hãy quý trọng và đón nhận hết thảy điều xảy ra, dù tốt hay xấu. Bởi vì quý trọng hết thảy tốt xấu mới có thể không vướng mắc điều gì, cũng chính là xem nhẹ hết thảy. Tâm càng đơn giản thì sống càng ít ưu phiền, sống càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Hết thảy điều gì tới đều không nên quá vui mừng, và mất đi cũng đừng buồn bực uất ức. Người xem nhẹ sẽ thong dong bình tĩnh đón nhận hết thảy. Tất cả những khó khăn đều là để rèn luyện chúng ta kiên cường hơn. Tất cả những thất bại đều là để chúng ta thấu hiểu hơn, cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và biết nhìn xa trông rộng hơn. Một người không trải qua mưa gió gian khổ sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cầu vồng? Không nếm trải qua trăm vị nhân sinh thì sao có thể hiểu được chân lý của nhân sinh? Sống đơn giản hơn một chút sẽ ít đi một chút phiền não và nhiều thêm một chút khoái hoạt. Học được cách suy nghĩ, cách sống đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản. Đó cũng là một cảnh giới của đời người. Ở nhà có một trong năm